Thưa quý vị các bạn, các chương trình quảng cáo ngoài ý nghĩa thương mại thúc đẩy việc bán hàng cho các doanh nghiệp còn đóng vai trò không nhỏ trong định hướng người tiêu dùng. Có thể nói chưa bao giờ các chương trình quảng cáo lại phát sóng với tần suất dày đặc như hiện nay, đặc biệt là trong khung giờ vàng của các kênh sóng truyền hình. Và chúng ta cũng có thể thấy là chưa bao giờ những quảng cáo về thực phẩm chức năng và thuốc có công dụng tăng cường sinh lý lại trăm hoa đua nở như hiện nay. Quảng cáo định hướng người tiêu dùng và phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy thì phải chăng là tỷ lệ người Việt bị yếu sinh lý đang ngày càng tăng lên? Vâng, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về một chủ đề sức khỏe sinh lý của người Việt Nam. Câu chuyện này ở đâu đó vẫn bị cho là tế nhị, nhưng trên thực tế thì ai cũng phải quan tâm và cần phải thực sự chú ý rất nhiều. Trước khi đến với cuộc trao đổi của biên tập viên Nguyễn Hạnh với tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia về nam học và hiếm muộn ở Việt Nam xung quanh câu chuyện này, thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một ghi nhận thực tế sau đây. Dù chưa đến tuổi tứ tuần, rất tự tin vào bản lĩnh đàn ông. Nhưng người đàn ông này vẫn không ít lần tìm đến các loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Nếu mua các loại dược phẩm khác, không chút đắn đo thì với thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý, anh hết nhấc lên lại đặt xuống. Không phải vì giá cả đắt đỏ mà vì không chắc chắn mình có nhu cầu thực sự không. Thấy quảng cáo nhiều như thế thì tự bản thân cũng thấy tự hỏi là không biết là mình cũng có nên dùng cái sản phẩm này hay không? Nó có thực sự là cần thiết cho bản thân hay không? Có thể thấy phần nào hiệu quả của các quảng cáo thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Nó đã ăn sâu vào tâm trí người xem, đến mức giờ đây hầu như ai cũng cho rằng mình cần chúng. Em thì em nghĩ là dùng cái gì thì nó bổ cái đấy, chắc có dùng thì có hơn. Tại các quầy thuốc bây giờ, không phải vô cớ mà các loại thuốc và thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý luôn được đặt ở chỗ thuận tiện nhất. Thưa tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, là từ một cái thực tế đó là ngày càng có nhiều những loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lý được quảng cáo, thì ông có thấy có điều gì bất thường đây không ạ? Sự quảng bá như thế, chúng ta tưởng rằng ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người rối loạn sinh lý tình dục, nhưng nghiên cứu trong thực tế lâm sàng và trong qua tài liệu thì chúng ta biết rằng ở tất cả những cái nước văn minh, những nước phát triển thì khả năng rối loạn sinh lý tình dục nhiều hơn ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng là thực phẩm chức năng được ở rất nhiều lĩnh vực, rối loạn sinh lý tình dục, bệnh về gan mật, bệnh về tiêu hóa, tuần hoàn, vân vân. Tức là có rất nhiều loại thực phẩm chức năng. Và khi quảng bá ở nước ta lại rất sâu về cái lĩnh vực là rối loạn sinh lý tình dục thì cũng có sự bất thường. Đấy là đánh vào cái thị hiếu của một nhóm người nào đó, hoặc để quảng bá, để về phương diện thương mại, chứ hơn là vấn đề là tăng cường cái sức lực, khả năng tình dục của người đàn ông. Trên thị trường bây giờ thì ngoài những thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho nam giới, còn có những loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho cả nữ giới nữa. Trong khi đó thì từ trước đến nay người ta vẫn nghĩ là chỉ có nam giới mới bị yếu sinh lý, còn nữ giới thì không. Vậy thì thưa ông, là cái quan điểm này nó đúng sai ở mức độ như thế nào ạ? Chúng tôi, những nhà khoa học chúng tôi thấy rằng đây là một sự thiếu sót của những cái quan niệm, mà thực tế ở trên khoa học trên thế giới người ta bước đầu cũng chỉ nghiên cứu đàn ông thôi, và những nước văn minh người ta cũng nghiên cứu đàn ông, nhưng khoảng độ hơn chục năm nay người ta đi sâu về vấn đề nghiên cứu rối loạn sinh lý tình dục ở phụ nữ, kể cả trong những cái quyển gọi là kinh thánh trong liệu học có một phần về rối loạn sinh lý tình dục, mà rối loạn sinh lý tình dục của nữ là một chương được viết rất kinh điển. Người ta nghiên cứu từ cơ bản đến tỷ lệ dịch tễ lâm sàng đến nguyên nhân gây bệnh và phương pháp điều trị rối loạn sinh lý tình dục ở phụ nữ như thế nào. Hay ngay hội nghị về Sexuality Medicine ở São Paulo hoặc Brazil năm 2014 tôi đã tham gia ở đó, thì có cả một hội trường, một buổi thuyết minh về vấn đề rối loạn sinh lý tình dục của phụ nữ. Hay nói cách khác, vấn đề rối loạn sinh lý tình dục phụ nữ ngày nay cũng được rất quan tâm. Trong cái rối loạn nội tiết, người ta có nghiên cứu đến vai trò của testosterone ở phụ nữ như thế nào. Nó không đơn thuần ở nam giới. Đành rằng cái nội tiết testosterone ở phụ nữ rất thấp, khoảng độ 0,1 đến 2, 3 là đơn vị là cùng. Nhưng người ta thấy rằng có thể thiếu và thay là bổ sung một phần nào đó rất ít thì có thể tăng khả năng sinh lý tình dục của người phụ nữ lên. Ngày càng có nhiều người tìm đến và sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường sinh lý. Vậy thì sức khỏe của sinh lý của người Việt chúng ta liệu có yếu đến mức mà chúng ta phải quảng bá liên tục và sử dụng thường xuyên những cái loại thực phẩm chức năng này không ạ? Dùng thực phẩm chức năng như thế nào nó hợp lý?
Đấy, người ta chỉ dùng khi có nguy cơ bị cái bệnh đó, hay rối loạn sinh lý tình dục chẳng hạn. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ rối loạn do huyết áp cao, đấy, rối loạn huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh đái đường, rồi những cái bệnh về hệ thống như gan, thận, vân vân các thứ, rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Thế thì bệnh, tất cả những cái bệnh đấy thì có thể gây ra rối loạn sinh lý tình dục. Thế thì chúng ta phải sử dụng thực phẩm chức năng nào đó để phòng ngừa cái chất này. Muốn sử dụng nó hợp lý thì cần có sự tư vấn của thầy thuốc chuyên khoa. Chúng ta không thể liên tục sử dụng được, mà chúng ta sử dụng có thời gian. Đấy, cũng có thể là chúng ta sử dụng một vài tuần, một vài tháng sau chúng ta dừng lại, chúng ta lại có thể cần thiết chúng ta sử dụng tiếp. Nếu cảm thấy rất bình thường thì thôi. Còn tất cả những người bình thường thì chúng tôi khuyên cũng hạn chế sử dụng thực phẩm chức năng. Những loại thực phẩm chức năng này thì nó tác động vào cơ thể chúng ta theo những cái cơ chế như thế nào? Và nếu như chúng ta lạm dụng nó thì sức khỏe có bị ảnh hưởng như nào không ạ? Theo quảng cáo, hầu như cái thực phẩm chức năng người ta nói rằng là tạo dựng cái testosterone nội sinh. Đấy, để tăng được khả năng tình dục của người đàn ông. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng một số chất, một số cơ bệnh trong cơ thể, ví dụ như u xơ tuyến liệt tuyến hay ung thư tuyến liệt liệt chẳng hạn, hoặc là bệnh lý về bất thường trong cơ thể thì không được sử dụng chất này, vì nó tăng quá trình phát triển của bệnh lý. Cho nên trước khi sử dụng những thực phẩm chức năng này, chúng ta phải xem xét xem thực phẩm chức năng nó có tác dụng là làm cương dương vật ngay những lúc như thế. Thì đấy là trong đấy có những chất là giải phóng nitơ hay dioxin nitơ, làm giãn cái vật xốp của vật xốp trong cơ thể ra, trong dương vật ra, và làm cương dương vật lên. Thì những cái tác dụng như thế nó cũng không thể kéo dài được. Để tăng cường sinh lý thì chúng ta chỉ sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng này liệu có đủ hay không? Và ngoài ra thì ông khuyến cáo cộng đồng như thế nào trong cái việc ăn uống và tập luyện để tăng cường sinh lý ạ? Còn luyện tập thì đây là tất cả các nhà khoa học trên thế giới, kể cả những người không phải là làm khoa học chuyên ngành y, họ cũng đều nhận thấy rằng luyện tập cơ thể làm cơ thể khỏe mạnh. Thì khi cơ thể khỏe mạnh thì mọi cái nó sẽ sung sức và khỏe mạnh. Có thể dùng những hải sản như con hầu chẳng hạn, hay tôm chẳng hạn, hay cua chẳng hạn, hay một số chất như một số chất trong đấy có đông trùng hạ thảo chẳng hạn, hoặc là cái bá bệnh chẳng hạn, hoặc là những cái là nó thực phẩm khác để làm tăng cường sức khả năng tình dục của con người.